mùng béo nút, đặc sản Việt phẩm ở Tây Nguyên. Những con sâu mùng béo nút, đậu chi chít trên lá cây khiến nhiều thực khách không khỏi rùng mình, khiếp sợ. Thế nhưng, đây lại là món đặc sản Việt phẩm chỉ có ở Tây Nguyên. Mảnh đất Tây Nguyên không chỉ gây ấn tượng với cao nguyên hùng vĩ, núi non bạt ngàn mà còn hấp dẫn du khách với những món ngon, đặc sản độc, lạ. Trong số đó không thể không nhắc tới món nhộng sâu mùng, món ăn được xem là tuyệt phẩm, mỗi năm chỉ có một lần. Mùa sâu mùng chỉ kéo dài trong khoảng tháng 3, tháng 4. Đây là ấu trùng của loài sâu trên cây mùng, có màu xanh như lá cây. Với bà con Tây Nguyên, cây mùng là loại cây quen thuộc, thường được trồng để cây tiêu bám vào. Loài sâu mùng chỉ ăn lá, bám đầy trên các lá cây. Sâu mùng không phủ trên mình lớp lông như các loài sâu thường thấy mà da trơn, di chuyển bằng cách cong thân hình lại rồi tung đầu ra phía trước. Chúng có thân mình nhỏ, lưng màu nâu vàng, hai bên mình có sọc màu nâu thẫm. Khi sâu đến mùa đóng kén thì người dân mới lên nương rẫy, bắt về chế biến các món ăn. Sâu muốn bám chi chít, dày đặc trên cây, chỉ cần vặt một lá là dễ dàng bắt được 5 đến 7 con nhộng hút mỡi về. Người dân Tây Nguyên có nhiều cách chế biến món ăn ngon với nhộng mùng. Với món nhộng mùng sống, nhộng đem bắt về được ăn với mắm ớt hoặc muối tiêu, uống kèm với chén rượu cần được ví như đặc sản không gì sánh được. Nhộng có vị béo, ngọt nước, tan chảy trong miệng. Tuy nhiên, với những thực khách lần đầu thưởng thức chắc chắn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, rùng mình. Nếu không đủ can đảm, bạn có thể nếm thử các món nhộng mùng chế biến chính như chiên, xào, luộc. Để cảm nhận vị béo nút, ngọt nước, thực khách luộc chín trong những nồi nước sôi. Thưởng thức ngay khi còn bốc khói nghi ngút ta mới cảm nhận được vị đậm đà, béo ngậy của vị món nhộng sâu mùng hiếm có. Với món xào, phải để chảo thật nóng, dùng cành cây đảo sâu cho chín thật vàng, rắc một ít muối ớt chỉ thiên giã nhỏ là đã có một món ăn đậm đà của nắng gió Tây Nguyên. Cầu kỳ hơn, bạn có thể cho nhộng vào tẩm bột, chiên vàng với dầu ăn. Khi thưởng thức, ăn kèm với chút rau thơm, vị béo ngọt của nhộng hòa với vị giòn rồi ủ mờ của bột chiên, chắc chắn sẽ khiến thực khách nhớ mãi. Trước đây, chỉ người địa phương mới biết đến nhộng sâu mùng. Sau đó, vì số lượng quá nhiều nên họ đã phân phối đi nhiều nơi để tiêu thụ. Đầu mùa, giá 1kg khoảng 20.000 đồng, cuối mùa tăng lên thành 50.000 đồng mỗi kg nếu bạn mua ở Tây Nguyên. Hiện nay, đặc sản nhộng sâu mùng còn được đóng gói chuyển ra Hà Nội phục vụ thực khách với giá khoảng 170.000 đồng mỗi kg. Hiệp Nguyễn, tổng hợp.